Liên quan tới vụ sập nhà cổ 107 Trần Hưng Đạo ở Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng đó chính là lời cảnh báo về nguy cơ đổ sập của nhiều tòa nhà cổ có từ thời Pháp ở Việt Nam. Tính riêng ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, nơi có hàng trăm những ngôi nhà cổ, chung cư, khu nhà tập thể được xây dựng từ thế kỷ trước thì hiện nay đang xuống cấp trầm trọng. Nhiều người dân cũng đang tỏ ra bất an trong những ngôi nhà như thế. Khu phố cổ góc đường Hải Thượng Lãn Ông, Triệu Quang Phục, thành phố Hồ Chí Minh đã gần 100 năm tuổi. Ở tầng trệt, đa số là những người buôn bán thuốc bắc. Những kiến trúc cổ dễ dàng được nhận ra từ màu sơn cho đến các họa tiết trang trí bên ngoài. Bên trong ngôi nhà, nhiều dấu vết cho thấy nó đã xuống cấp khá trầm trọng. Lan can rung lắc, rỉ sét. Tường nhà ẩm và đã nhiều vết nứt. Nằm mà ngủ ha, xe tải mà nó chạy ra đường mà mình rung rinh căn nhà mà mình rung rinh mình biết mình nhận ra nó nhiều lắm, nó mạnh luôn á. Nhiều khi mảng tường á cho nó rớt xuống ha, rồi mưa dột á, thành ra cũng lo sợ nó sập quá, không biết nó sập lúc nào rồi. Mình ở ngôi nhà cổ như vậy á, mình cảm thấy hơi lo sợ phập phồng. Những lúc trời mưa bão mà nước nó chảy dài à, mình đâu ngủ được đâu. Mà tội là bà thì vào thăm cháu thôi, nhưng mà nhiều đêm bà không ngủ được, tại vì nó mưa ướt hết mình sao ngủ. Cũng sống trong khu phố cổ, gia đình của anh Đoàn Văn Thương chỉ sinh hoạt eo hẹp trong khoảng diện tích chưa đầy 12 m². Cuộc sống trong khu phố cổ từng khiến anh tự hào bao nhiêu, thì với sự xuống cấp từng ngày của nó cũng khiến anh bất an bấy nhiêu. Trong khu nhà cổ này, hiện có vài chục gia đình sinh sống. Chịu chung cảnh ngộ xuống cấp của kiến trúc hạ tầng vốn đã tồn tại gần trăm năm. Nên sự bất an cũng như mưu cầu của họ cho cuộc sống an toàn hơn là điều dễ hiểu. Bây giờ không biết sao giờ thấy cái cảnh Hà Nội vậy là còn lo nhiều hơn nữa thật á. Nhiều khi ướp sao mà có gì á, nhà nước cách nào á, làm sao cho nó như là an toàn hơn hay là giải tỏa hay sao cho mình cuộc sống sao á, cho nó yên tâm chứ. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có tới cả trăm căn nhà, biệt thự cổ và chung cư bị xuống cấp nghiêm trọng, không được sửa chữa dù có người đang sinh sống. Kiến trúc cổ đương nhiên cần được bảo tồn. Thế nhưng, nếu không có phương án sớm tu sửa, khôi phục kịp thời, thì e rằng các tòa nhà này sẽ không còn gì để bảo tồn. Chưa kể, sự cũ nát luôn là mối nguy hiểm với những người đang sinh sống trong đó. Dường như các ngôi nhà cổ tại thành phố đang trong tình trạng bị bỏ quên. Trẻ trung không ai khóc.